Xin chào anh em, mình là PW. Hồi tháng 9 vừa rồi, mình đã trải nghiệm cũng như là gửi tới anh em những cái chia sẻ về cái mẫu màn hình cao cấp của Samsung, mẫu màn hình OLED Odyssey G9 trang bị tấm nền OLED 49 inch, độ phân giải 5120x1440 pixel. Chỉ vài ngày sau khi mình gửi tới anh em những cái chia sẻ đó, những cái trải nghiệm đó thì Samsung Việt Nam đã công bố cũng như là mở bán cái mẫu màn hình này G95NC, mẫu màn hình cao cấp nhất hiện tại của Samsung. Thay vì tấm nền 49 inch thì chúng ta có tấm nền mini LED 57 inch, độ phân giải cũng cao gấp 2,7 lần, tức là bằng hai màn hình 4K chụm lại, cụ thể hơn là 7680x2160 pixel. Đương nhiên là với kích thước cũng như là độ phân giải của màn hình thì cái mẫu màn hình này của chúng ta không hề rẻ một chút nào cả. Cái mẫu màn hình gaming hướng tới cộng đồng gaming PC cao cấp high-end mà mình đang có ở đây được Samsung báo giá chính hãng 60 triệu đồng, 59 triệu 990 nghìn. Và hôm nay mình sẽ có những cái trải nghiệm chi tiết về cái mẫu màn hình này cho anh em. Mình nghĩ lý do cơ bản nhất khiến Samsung lựa chọn công nghệ tấm nền mini LED cho cái mẫu màn hình với kích thước 57 inch độ phân giải 2 lần 4K này thay vì công nghệ OLED đó chính là giá thành. Ngay cả khi sử dụng công nghệ mini LED để đảm bảo tối ưu độ tương phản của hình ảnh khi anh em chơi game cũng như thưởng thức những nội dung giải trí thì cái mẫu màn hình này vẫn cực kỳ đắt. 60 triệu đồng hoàn toàn có thể cho phép anh em sở hữu một cái dàn PC tầm trung cận cao cấp cực kỳ mạnh, thừa đủ chơi những cái game với độ phân giải từ Full HD đến 2K thì hiện tại rồi. Và đó chỉ là giá của một chiếc màn hình duy nhất mà thôi. Và để trình diễn khả năng hiển thị độ phân giải 7680x2160 pixel trên mẫu màn hình G95NC này, có lẽ không có gì hoàn hảo hơn bằng cái tính năng Picture in Picture, một trong những cái tính năng đắt giá nhất của chiếc màn hình Samsung Odyssey. Ví dụ như anh em đang có thể thấy ở đây, mình để chế độ Picture in Picture, bên trái mình để hiển thị PC độ phân giải 4K, bên phải mình để hiển thị PS5, bên trái là Forza Motorsport và bên phải là Gran Turismo 7, hai tựa game đua xe mô phỏng được coi là kình địch của nhau ở thời điểm hiện tại. Nhưng mà ngay lập tức, cái vấn đề đầu tiên xuất hiện khiến cho mẫu màn hình này không thể vận hành được ở sức mạnh tối đa của nó, đó là độ phân giải cũng như kết nối của màn hình. Có cảm giác mẫu màn hình này của Samsung được tạo ra để chờ đợi những thế hệ phần cứng PC mới ra mắt trong năm sau cũng như là 2025. Ví dụ như là thế hệ các đồ họa Blackwell của Nvidia với những mẫu sản phẩm như là RTX 5090 hiện tại đang có tin đồn chẳng hạn. Tại sao lại nói như thế? Đó là bởi vì hiện tại mình chỉ có hai mẫu GPU để hiển thị game trên cái mẫu màn hình này. Thứ nhất là RTX 4080 và thứ hai là RTX 4090 laptop. Hai cái GPU này có cái hiệu năng gần như sàn sàn như nhau, RTX 4090 laptop hơi yếu hơn một chút vì có TDP thấp hơn. Còn về cơ bản thì anh em muốn chơi game mượt ở cái độ phân giải 7680x2160 á, anh em bắt buộc phải có một trong hai mẫu card đồ họa. Một là RTX 4090 và hai là Radeon RX 7900XTX của AMD. Mà vấn đề nó lại còn nằm ở chỗ này cơ. RTX 4080 và RTX 4090 kết nối DisplayPort của hai mẫu card đồ họa đó chỉ là DisplayPort 1.4A. Còn trên mẫu màn hình này hỗ trợ kết nối DisplayPort 2.1A mới nhất. Hiện tại thì cũng mới chỉ có những cái card đồ họa mới nhất của AMD hỗ trợ cái kết nối này. Mà thực tế thì những cái mẫu card đồ họa cao cấp nhất của AMD ở thời điểm hiện tại cũng chỉ hỗ trợ hiển thị được thôi, chứ cũng không thể nào xử lý được game ở cái khả năng mạnh nhất của chiếc màn hình này, tức là 7680x2160 pixel, 240Hz, độ trễ 1ms. Với cái phần cứng PC ở thời điểm hiện tại, anh em sẽ chỉ có thể kỳ vọng là những cái game đẹp nhất trên thị trường thời điểm hiện tại chơi mượt ở độ phân giải 60fps, còn lên 240 thì đương nhiên là không thể nào được rồi. Đó chính là cái lý do tại sao mình nói rằng Samsung Odyssey G9, phiên bản G95NC mình đang có ở đây, nó giống như là một cái giải pháp mà để chờ đợi những mẫu phần cứng PC mạnh hơn trong tương lai ra mắt. Riêng với bản thân cá nhân mình, cái vấn đề trải nghiệm, như anh em có thể thấy là mình đang kết nối PC với RTX 4080, kết nối với màn hình với cáp DisplayPort 1.4A, chứ không thể lên được 2.1. Bật 2.1 lên là màn hình đen xì, không thể dùng được, đơn giản vì các đồ họa không hỗ trợ. Trong khi đó, ở màn hình bên cạnh là PS5 kết nối qua HDMI 2.1. Vì cái lý do kết nối cũng như là băng thông kết nối của hai công nghệ này, cho nên là khi hiển thị Picture in Picture, anh em sẽ chỉ có thể xem được hình ảnh ở độ phân giải tối đa 4K, tần số quét tối đa 240Hz ở một trong hai bên màn hình mà thôi. Nhưng mà nếu như anh em tạm thời bỏ qua những cái giới hạn của công nghệ phần cứng PC thì hiện tại, thì anh em có thể thấy là với 2392 local dimming zone trên cái tấm nền 57 inch mini LED, thì cả độ tương phản, cả màu sắc cũng như là cái chất lượng hiển thị của màn hình cực kỳ ấn tượng.
Như anh có thể thấy ở đây, với hai tựa game đua xe, cái ấn tượng nhất của cả hai tựa game đua xe này là những cái mô hình của những chiếc xe. Bên này là Ferrari F40, bên này là Porsche 959. Tất cả đều được hiển thị cực kỳ đẹp, cực kỳ chi tiết trên cái màn hình với độ phân giải 2 lần 4K của Samsung vừa bán ra thị trường. Trong đoạn clip trải nghiệm cũng như là trên tay mẫu màn hình Odyssey OLED G9 49 inch vào hồi tháng 9 á, thì mình đã từng nói là mẫu màn hình tỷ lệ 32:9 như thế này chỉ phục vụ cho một thị trường duy nhất, đó là những người chơi game PC high-end. Thì G95NC kích thước 57 inch cũng không phải là ngoại lệ. Khi mà ở thời điểm hiện tại, để anh em chơi những cái game đẹp nhất trên thị trường bây giờ, ví dụ như là Cyberpunk 2077, như là Alan Wake 2, như là những cái game đua xe như là Forza Motorsport như anh em đang thấy ở đây á, anh em sẽ cần có những cái card đồ họa RTX, ví dụ như là RTX 4090, RTX 3090 có khi còn không kéo được cái độ phân giải như thế này. Thành ra nếu như anh em có cơ hội trải nghiệm cái mẫu màn hình này mà không có mẫu phần cứng PC, những cái card đồ họa mạnh nhất ở trên thị trường hiện tại, thì lời khuyên mình đưa ra là anh em có thể hạ thấp cái độ phân giải game xuống từ 7680x2160 xuống còn 5120x440, vẫn là 32:9, vẫn là kích thước 57 inch. Nhưng mà khi kết hợp với DLSS 3 hay là những cái công nghệ nâng cấp độ phân giải hình ảnh như là FSA của AMD hay là XeSS của Intel á, thì game sẽ mượt mà hơn rất nhiều. Đổi lại là hình sẽ hơi nhòe một chút. Nãy giờ mình có những cái chia sẻ về Samsung Odyssey G9, G95NC với cái tính năng Picture-in-Picture, một bên là Forza Motorsport, bên còn lại là Gran Turismo 7. Còn ở đây là Cyberpunk 2077 chạy ở độ phân giải 7680x2160 pixel. Anh có thể thấy là FPS còn không được nổ 60 FPS với RTX 4080 khi mà mình đã bật Ray Tracing lên mức Psycho, tất cả những lựa chọn đồ họa ở mức cao nhất, và bật cả DLSS ở mức Performance kèm thêm cả tính năng Ray Reconstruction và Frame Generation để game mượt hơn. Các đồ họa tạo ra những khung hình mới giữa những cái khung hình CPU và GPU tạo ra. Ví dụ này lại càng chứng minh được cái quan điểm của mình, đó là mẫu màn hình của Samsung này phải chờ khoảng 1 đến 2 năm nữa thì mới có những cái phần cứng PC đủ mạnh để có thể trải nghiệm những cái trò chơi từ đua xe cho đến hành động cho đến nhập vai thoải mái nhất và mượt mà nhất trên cái mẫu màn hình này. Đó là những cái trải nghiệm của Cyberpunk 2077. Còn với cá nhân trải nghiệm của mình thì với những yếu tố như góc nhìn cũng như là kích thước màn hình á, thì một cái mẫu màn hình 32:9 như là G95NC mình đang có ở đây sẽ phù hợp nhất với những trò chơi ví dụ như là đua xe mô phỏng, ví dụ như là những game thể thao như là anh em có thể thấy ở trên YouTube, thấy rất nhiều người chơi FIFA hay là EAFC 24 toàn màn hình, camera không phải kéo đi đâu cả, cái màn hình này đủ rộng để hiển thị toàn bộ cả cái sân vận động, nhìn rất là sướng mắt. Và một cái thể loại game thứ ba mà mình nghĩ là sẽ được hưởng lợi từ cái kích thước của màn hình, đó chính là những cái game nhập vai hành động, ví dụ là Spider-Man hay là Red Dead Redemption 2. Đấy là về mặt giải trí. Và như mình đã nói, anh em hoàn toàn có thể để chế độ Picture in Picture một nửa màn hình chơi game trên PS5, nửa còn lại xem đá bóng hay là xem nội dung trên YouTube hay là xem phim. Tuy nhiên, một cái lời khuyên của mình được đưa ra là anh em hãy chuẩn bị một cái dàn âm thanh chất lượng một chút, bởi vì không giống như là Odyssey OLED G9 có loa tích hợp, còn cái mẫu Odyssey G9 57 inch này thì lại không có loa. Và về cơ bản thì với một cái màn hình 32:9 góc rộng như thế này, đá mắt đến đâu cũng nhìn thấy màn hình như thế này, thì với mình hữu ích nhất và có lợi nhất ở thời điểm hiện tại là làm việc. Một màn hình để trình duyệt đọc tin tức, một màn hình gõ bài và một màn hình để mình vừa chỉnh hình, mình vừa làm việc với cả chiếc màn hình này luôn. Và đương nhiên là ở cái thời điểm không phải mẫu card đồ họa nào trên máy tính để bàn cũng có thể chơi game cũng như là hỗ trợ hiển thị cái màn hình này ở cái khả năng tối đa của nó, tức là 2 lần 4K, độ tần số quét 240Hz, thì trải nghiệm làm việc cũng như chơi game cũng sẽ bị giới hạn ở một mức nhất định. Nhưng mà chỉ khoảng từ 1 đến 2 năm nữa thôi, khi mà những cái sản phẩm card đồ họa mới có kết nối DisplayPort 2.1A được ra mắt thị trường, thì mẫu màn hình này mình nghĩ là sẽ trở thành một trong những cái mẫu màn hình cao cấp đáng sở hữu nhất trên thị trường. Và xét riêng tới một cái thị trường gọi là thị trường ngách, đó là thị trường đua xe mô phỏng, anh em hoàn toàn có thể mua cái mẫu màn hình giá 60 triệu này về lắp vào cái racing rig của anh em, thì anh em sẽ không cần phải có những cái hệ thống 3 màn hình hay 2 màn hình hay thậm chí là 4-5 màn hình để tạo ra cái không gian chơi game rộng nhất có thể nữa, mà chỉ cần một cái màn hình 57 inch này thôi, anh em sẽ không cần phải mua thêm những cái màn hình khác nữa. Với cái kích thước cũng như là cái độ phân giải của màn hình á, thì với mình thử nghiệm một số game đua xe như là Forza Motorsport, như là Assetto Corsa hay là Forza Horizon 5, cảm giác nhìn không gian thế giới ảo qua buồng lái của chiếc ô tô nhìn cực kỳ đã. Đá mắt tới đâu cũng sẽ thấy hình ảnh luôn, không lo bị giới hạn về mặt góc nhìn.
Và đương nhiên khi nhìn chiếc màn hình này, đôi mắt của anh em sẽ bị hút ngay vào thế giới ảo của game. Nhưng đương nhiên Odyssey luôn luôn có những chi tiết mỹ thuật, ví dụ như là hai cái dải đèn LED ở hai bên, hay là ở mặt sau là một vòng tròn LED RGB có thể điều chỉnh được màu sắc cho anh em tùy chọn màu sắc để tăng thêm cái tính thẩm mỹ cho chiếc màn hình. Mặc dù là thông thường thì mình cũng không thấy có ai để ý quá nhiều vào cái dải đèn LED ở phía sau màn hình đâu. Cuối cùng tổng hợp lại 57 inch 7680x2160 pixel 240Hz mini LED 1mm 2392 local dimming zone. Chúng ta có một trong những cái mẫu màn hình cao cấp nhất trên thị trường hiện tại. Nếu như cho mình chọn thì đương nhiên mình vẫn sẽ chọn Odyssey OLED G9 độ phân giải 5120x1440, bởi vì nó là mẫu màn hình phù hợp hơn với cả cái cấu hình PC của mình. Nhưng mà G95NC với độ phân giải 7680x2160 nó vẫn là một bước nhảy vọt rất là cao. Tổng số pixel hiển thị trên màn hình cao gấp 2,7 lần so với cái mẫu màn hình OLED đã ra mắt vào cuối năm ngoái của Samsung. Và với những trải nghiệm của mình về game, về giải trí, về sáng tạo nội dung cũng như là làm việc với Odyssey G9, G95NC này á, thiết nghĩ chúng ta cũng không thể tìm ra được bất kỳ lời chê bai nào dành cho mẫu màn hình này ngoại trừ cái mức giá 60 triệu đồng. Mình là PW, cảm ơn anh em đã theo dõi clip. Anh em đừng quên nhấn like, share, subscribe để không bỏ lỡ những cái clip trên tay trải nghiệm cũng như là review sản phẩm mới nhất do mình cũng như những anh em đồng nghiệp tại Tinh Tế thực hiện. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.